hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của công ty Uli Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại khu vực thuộc huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang. Thì cái địa điểm mình đang đứng ở đây thì gần như là giáp danh giữa Việt Yên và Tân Yên. Hướng tay trái mình đây, đấy thì là hướng lên thị trấn Bích Động của thị trấn Việt Yên. Đó, còn hướng bên tay phải mình đây thì là hướng lên Nhã Nam. Đấy, Nhã Nam, khu vực Tân Yên. Thì anh chị em có thể thấy cái tình hình kinh tế thị trường của Bắc Giang đấy, đường xá mở rất là nhiều, và cái thứ hai kinh tế rất là phát triển đấy, quỹ đất làm rất là nhiều và lượng ô tô thì cực kỳ nhiều ở Bắc Giang. Thì cái địa điểm mình đang đứng ở đây thì chính là cái khu vực mà ngày trước là khu vực đất vườn và đất ao đấy của nhà anh chủ là anh Bình. Thì sau khi một con đường chạy qua đấy thì gia đình được đền bù, đấy đền bù cái khu vực mà quỹ đất ao, đấy ao vườn mà được đền bù của khu vực đường chạy qua. Và cái khu vực bên trong này đây, đấy chính là cái khu vực đất thổ, đất vườn ngày xưa, đất nằm trong sổ đỏ. Đấy, và sau khi con đường chạy qua thì nhà anh Bình thì được một cái khoảng đất rất là rộng ở ngay mặt đường, đấy xe cộ chạy qua rất là nhiều. Thì ở đây thì anh đã san lấp đấy cái mặt bằng đấy và xây dựng một cái xưởng. Đấy, một cái xưởng ở đây thì anh chị em có thể thấy hình ảnh đấy sau lưng mình đây. Thì ở đây là quỹ đất rất là rộng, nhưng mà cái dự án của đường ấy thì có thể là tiến tới những cái năm sau thì sẽ đi vào sâu phía trong này một chút, một làn đường nữa. Thì như anh chủ có chia sẻ thì cái con đường này là con đường từ sân bay Nội Bài về đến sân bay quân sự đấy của Bắc Giang. Ở khu vực Lạng Giang thì cái lượng xe đi lại rất là đông đấy, và chính vì vậy là anh quyết định là mở một cái trung tâm trong xe hơi đấy, làm cả xe con cả xe tải, và sau này phát triển sẽ làm cái dịch vụ làm lốp trên sâu. Thì ở đây với cái quy mô xưởng ở đây thì anh làm cực kỳ là kiên cố luôn. Anh chị em phải thấy mái nhà xưởng làm rất là cao, và cái thứ hai là khu vực lèn móng tất cả mọi thứ ở đây thì anh làm gần như là cực kỳ kiên cố và chắc chắn. Thì hôm nay bên mình lên để lắp đặt cho anh toàn bộ hệ thống cầu lông đấy, máy rửa xe, lén khí và toàn bộ những cái sản phẩm về rửa xe và chăm sóc xe. Cái mảng lốp thì anh sẽ để giai đoạn 2 nhé. Thì anh chị em có thể thấy đang công việc đang rất là tất bật giữa cả đội thợ làm cửa đấy, làm cửa cuốn, và bên mình thì đã lắp hoàn thiện xong cái khu vực cầu lông xong xuôi. Đấy, thì ở đây là mặt tiền anh làm 10m với chiều sâu là 14m. Đấy, xưởng làm rất là cao. Anh chị em có thể thấy tiến vào trong này. Đó, thì bên trong này đây, thì cái khu vực bên tay phải của xưởng nhìn từ đường vào thì bên mình đã lắp đặt một cái cầu lông, một trụ âm đèn hình cánh bướm, mà bên mình lắp đặt rất nhiều cho các trung tâm rồi. Đấy, thì đây là thương hiệu cầu Uli Việt. Đấy, được bên Uli Việt nhập khẩu trực tiếp từ bên Ấn Độ về. Cầu có đầy đủ tiêu chuẩn ISO, CE, rất là hiện đại và chắc chắn, khỏe và bền bỉ. Thì tường ở đây là anh xây tường cao 3m đấy, và bo tôn ở phía trên đấy. Tổng cái chiều cao của xưởng là rơi vào 6m rưỡi. 6m rưỡi.
Thì ở đây là anh, cái quỹ đất của nhà mình ở bên sườn bên hông này rất là nhiều nhá. Chính vì vậy anh có làm cái diện tích là 140 mét vuông. Đấy. Và làm khu vực xe con ở phía trong, còn ở phía ngoài kia là anh sẽ làm khu vực xe tải. Thì ở đây thì bên hông này như mình nói có một cái quỹ đất ở bên cạnh này nữa. Thì anh sẽ làm một cái cửa ở bên hông này. Đấy, để đón gió, đấy, để sau này có thể kinh doanh thêm những cái mảng ví dụ như nước uống, giải khát, bia hơi chẳng hạn đấy. Thì cái quỹ đất còn rất là nhiều, còn có thể mở mang rất là nhiều dịch vụ nữa. Thì anh chị em phải thấy ở đây thì về những cái trang thiết bị ở đây anh đầu tư cũng khá là hiện đại. Đấy, khá là hiện đại. Từ máy rửa xe thì anh cũng lựa chọn những cái dòng máy chất lượng Mazzoli của Ý, máy nén khí HTA80. Đấy, được bên Quy Việt nhập khẩu trực tiếp từ bên Trung Quốc về. Máy rửa xe thì là 100% từ Italia. Và đây anh có đầu tư thêm một cái máy rửa xe 7,5 kg, đấy, thương hiệu Uli Việt nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc về. Đó thì lát nữa anh em mình sẽ lắp đặt kết nối và đưa lên khu vực giá ở khu vực phía tay trái mình đây. Đấy thì máy móc sẽ rất là gọn gàng ngăn nắp. Đấy, máy nén khí thì mình sẽ đặt ở khu vực phía dưới. Ở phía trong kia là cái khu vực bình chứa dầu nhá. Đó, bình chứa dầu. Thì anh em kỹ thuật đang thi công các cái đường ống hơi. Đấy, đúng rồi, chạy rất là gọn gàng và ngăn nắp, đưa ra những cái đầu chờ. Đấy, sau này chỉ việc rút ra cắm vào rất là tiện lợi. Thì phía sau là khu vực nhà ở nhé, nhà ở. Thì bên góc trong cùng này đây thì là cái khu vực nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Sau này toàn bộ khách thì sẽ nằm ngồi ở khu vực phía trong này và khu vực bên hông này, rất là mát đấy. Chiều đến rất là mát luôn. Và khu vực bên hông này sẽ có một cái cánh cửa nhé. Đấy, ở đây thì sẽ làm cánh cửa là, có thể là cửa cuốn nhé. Thì hiện tại bây giờ là cái khu vực bên này buổi chiều đến nhá, cực kỳ mát luôn. Đứng ở đây thì có thể là ngồi ở đây uống nước đấy, theo dõi làm xe đấy, thì uống nước ở đây cực kỳ là mát mẻ luôn. Buổi chiều đến thì gần như là không có nắng luôn. Thì về cơ bản ở đây thì với cái quy mô cực kỳ khủng luôn đấy, thì anh chị em có thể thấy là với cái quỹ đất như thế này đấy, bám mặt đường quốc lộ. Đấy, bám mặt đường quốc lộ và gần như cái trục giao thông như này thì cực kỳ là nhiều xe đi lại. Thì anh chị em có thể thấy cái mức độ đầu tư ở đây, thì tổng cái chi phí đầu tư toàn bộ những cái trang thiết bị ở đây thì gồm có cầu lông một trụ này, máy nén khí HTA80, máy rửa xe Mazzoli của Ý, máy rửa xe 7,5 kg thương hiệu Uli Việt UV 3600, hút bụi bình bọt, rồi là toàn bộ sản phẩm chăm sóc xe hơi 3D của Mỹ. Đấy thì tổng cái chi phí ở đây sẽ cơ bản rơi vào tầm hơn 200 triệu một chút. Đấy thì anh em có thể thấy, anh chị em có thể thấy là anh em kỹ thuật là đang đưa các cái máy nén khí này, máy rửa xe vào vị trí. Máy nén khí thì sẽ đặt ở phía dưới này và chạy qua cái bộ tách nước và đưa vào trong cái đường ống hơi ra các đầu chờ. Và máy rửa xe thì sẽ được lát nữa sẽ được đưa lên giá. Đó. Rất là gọn gàng và ngăn nắp. Thế thì cái khu vực ở phía trong này đây thì sẽ khu vực là sau này sẽ phát triển thì sẽ làm một cái phòng khách ở đây. Đấy, có thể lát lên ở đây để cho nó sạch sẽ. Đấy, và ngăn phòng. Đấy thì lắp điều hòa. Thì về cơ bản thì xưởng chỉ độ tầm hơn 1 tuần nữa thôi, thì khoảng 2 tuần nữa thì chính thức là sẽ vào vận hành. Đấy thì anh chị em nào có nhu cầu mở trạm rửa xe cho lốp xe. Đấy, với một cái quy mô, một cái quỹ đất cụ thể, cái diện tích thì hãy liên hệ bên công ty Uli Việt để được anh em tư vấn, rồi là setup lên bản thiết kế 2D 3D, rồi là lắp đặt theo cái quy trình chuẩn gọn gàng ngăn nắp. Đấy, rồi là toàn bộ những cái biển bảng quảng cáo bên mình sẽ thiết kế trên cái bản backend mềm để gửi cho khách hàng và để cho bên quảng cáo người ta sẽ in và treo lên. Đấy thì cái bộ nhận diện thương hiệu thì sẽ được nổi bật. Đấy, và cái thứ hai để theo cái đúng định hướng của trung tâm. Đấy, với sử dụng những cái sản phẩm, với những cái thiết bị, những cái sản phẩm cho xe hơi chất lượng. Đấy, có nguồn gốc rõ ràng, rồi là an toàn, thân thiện đến môi trường. Anh chị em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ số hotline trên màn hình để được anh em tư vấn, giải đáp những cái thắc mắc. Để khi mà mình bắt đầu mình làm một cái dự án như này thì có đầy đủ mọi thông tin. Đấy, để tự tin có thể là phát triển thị trường. Đó, anh chị em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ bên công ty. Đó, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Công ty Uli Việt, lợi ích của khách hàng là thành công của chúng tôi. Cảm ơn anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.